mình đang có mặt tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nơi đây trong nhiều năm qua thường xuyên phải hứng chịu mưa lũ, thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhân được xem là vùng rốn lũ, là địa phương bị ngập lụt nặng nhất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Hàng năm cứ vào mùa mưa lũ, hơn 1.000 căn nhà của các hộ dân xã Châu Nhân đều bị ngập lụt do nước từ đầu nguồn đổ về. Hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn mô hình nhà chòi chống lũ của người dân xã Châu Nhân. Từ năm 2011, nhiều hộ dân đã xây dựng các nhà chòi chống lũ để đảm bảo an toàn tính mạng về người, tài sản khi lũ về. Trong trường hợp khẩn cấp có thể di chuyển cả người và tài sản thiết yếu lên công trình này, rất tiện dụng. Đặc biệt, xây dựng mô hình này có chi phí vừa phải, phù hợp với khả năng của đa số hộ gia đình. Theo khảo sát, có hơn 70% hộ dân xã Châu Nhân áp dụng phương pháp này. Ngoài các nhà chòi độc đáo, xã Châu Nhân còn xây dựng các nhà tránh lũ cộng đồng. Theo quan sát, căn nhà cộng đồng này có đầy đủ tiện nghi để bà con có thể sinh hoạt, tránh trú mưa bão nếu di tản. Từ khi có nhà chòi chống lũ, tính mạng và tài sản của người dân được đảm bảo, bà con yên tâm hơn trong mùa mưa bão, ổn định sinh sống, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, đời sống nhân dân xã Châu Nhân ngày càng cải thiện, nâng cao. Mình là Bảo Trâm, phóng viên nhí đến từ lớp 6A6 trường Trung học cơ sở Hào Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An.